ambition, determination, encourage, so famous, influence, inspire. That's right. Inspire là động từ cảm hứng. Chính xác. Ok, cái từ kia số 8 gõ nhầm rồi bé ơi. Câu số 8 là reality là thực tế, realize. Và thật á, là mình sẽ có tính từ là real. Hoặc là realistic cũng được, giống như thực tế vậy đó. Thì hai cái tính từ này mấy bạn có thể dùng làm tính từ của từ reality. Sponsorship là sự tài trợ. Thì động từ tài trợ ai đó thì dùng sponsor. Success là danh từ thì động từ sẽ là succeed. Cái phần này cô nghĩ là trong tầm tay của các bạn dễ. Đối với lớp mình thì khá là ok đối với phần B2. Phần B2. Rồi các bạn có any questions for me? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái complete the articles, hoàn thành cái bài này với những cái dạng đúng. Correct form of the verbs from exercise 3. How to be more influential. Cách trở nên mang tầm ảnh hưởng hơn. Ok, nào number one. Yes, being social media influencer. Tức là muốn trở thành một cái người mang tầm ảnh hưởng về mặt xã hội á. Like an easy way to make money. Cô sẽ, bạn Mỹ Ngân ơi, đọc cho cô từ đầu đến câu số 1 xin là con. Being a social media influencer seems like an easy way to make money, but it can take a lot of time and effort to make your dreams a reality. No, reality con nhé. Reality. Và từ Reality. này mình yes, và từ này mình đọc effort. Effort to make your dreams a reality. Ok, bạn tiếp theo từ đây cho đến đây là bạn Minh Trang ơi, where are you? Don't try to be famous. Cô là if you want to influence people, you need to inspire. Don't try to be famous. Just for the sake of being famous, instead, aim to share your passions with other people. If you want to influence people, you need to inspire your audience. With them, concrete advice on what they can do and lots of encouragement. Yes, encouragement. That's right. Very good. Number four. Number four. Bạn Quyên. Don't focus. Cho đến product. Quyên, where are you? Tú Quyên. Tú Quyên, where are you? Yeah. Minh Hạnh, have you finished? Con làm phần này chưa Minh Hạnh ơi? Yeah, ok. Bạn Minh Hạnh. Rồi. Rồi, con đọc cũng làm cho câu số 4 xem nào. Ở đây mình sẽ sử dụng những từ ở bài số 3 hồi nãy mình điền vô. Nhưng mà tụi con phải làm trước tại vì cái đây là phần bài tập về nhà nha. Okay, don't focus on making money at first. If you want to someone or a company to đừng quá quá nhấn mạnh tập trung vào việc kiếm tiền. Nếu ai đó, nếu bạn muốn ai đó hoặc một công ty tài trợ bạn và cho bạn tiền thì từ tài trợ ở đây đằng sau to các bạn dùng động từ nguyên mẫu thì chỗ này sẽ dùng sponsor. Sponsor you and give you money. You need to give them something in exchange. Exchange là trao đổi lại á. For example, by persuading your followers to buy one of their products. Rồi phần số 5 bạn Hà My. Dạ là but you have to build a large number of followers first. So you need the to keep going for months or even years without a big audience. Con phải cần cái gì? Nếu bạn xây dựng một cái lượng follower lớn thì bạn phải cần gì? Một cái sự quyết tâm được chưa, trong nhiều tháng trời thì determination. Determination. Keep going for months, for even years with a very big audience. Number 6. Bạn Hân. Number 6 is many people give up on the first sign of failure.
But remember that when you fail, it doesn't mean you will never be able to do something. You have just learned how not to do something, which means you're more likely to success later. Success, really? Are you sure? Cái từ này mình không đọc là success, mình đọc là succeed nhé. Ok, so any questions for me? Có câu hỏi gì cho cô phần này không các bạn? Rồi, xong phần từ vựng, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần workbook. Bữa trước là cô chưa có sửa hết. Yes, number one. Choose the correct option to complete the sentence. Have you done it at home? Have you done it at home, everyone? Các bạn làm phần này ở nhà chưa? Bạn nào làm xong rồi, no cho cô. Cô thấy có vài bạn, bạn Hà đó, đọc bài cho cô. Yes, Tú Quyên, good. Bài 1 sửa rồi á cô. Yes, how about number 2 là con sẽ nối cho cô với cái collocation nào? Ví dụ seize, nắm bắt cơ hội là từ gì? Yes, Minh Trang number 1. Em cô number 1 là seize the chance. Seize the chance có nghĩa là nắm bắt cơ hội. So, one, go with F, okay. Number 2, following. Bạn Minh Hạnh ơi, number 2 là gì con? Minh Hạnh, number 2, following. Chưa làm được ạ. Following gì? Theo cái gì đó. Bạn Mỹ Ngân chọn đáp án Y là theo. Yes, nối gót của ai đó, theo bước chân của ai đó. That's why. Y các bạn nhé. Y. So, come out of. Bạn Thùy Trang, where are you? Thùy Trang, come out of. Em đọc cô là come out of nowhere. Yes, bạn dùng là come out of nowhere, okay? Come out of nowhere. 3H. Sure. Number 4. Mỹ Ngân, number 4. Cô có là open door, yes, it's C. Yes, open door, that's right, C. Not yet, bạn Hưng. Number 5. Number 5 is not yet anywhere in life. Okay, number 6, Hà My. Yeah, là be a household name. Yes, that's right. Bạn Nguyên, number 7. The secret of someone's success. Jeez, bạn Ngọc Hà, number 8. A climb to fame. Yes, a climb to fame. Good job. So everyone, you complete the sentence with a correct form of the words here. Okay. History. History is a real. Các bạn thấy real á, là danh từ thì chỗ này sẽ là Mỹ Ngân bạn chọn inspiration. That's right, là nguồn cảm hứng. Ok, good job. Inspiration, ok. Nha. Yeah. Number 2, my parents gave me a lot of. Ba mẹ tôi cho tôi rất nhiều cái gì đó at the start, lúc đầu. Thì các bạn nhớ đằng sau a lot of thì dùng danh từ. Được chưa? Encouragement, that's right, encouragement. At the start. Number 3, to reach the next level.
She needs more. Cô ấy cần thêm cái gì đó. Thì đằng sau more các bạn dùng danh từ này. Sponsor là động từ tài trợ. Vậy sự tài trợ buổi trước mình học là gì các bạn? Sponsorship, that's right, sự tài trợ. Các bạn nhớ nha, mình học từ vựng rồi là mình phải nắm chắc cái phần từ vựng đó con. You need a bit of luck at times to be. Thì đằng sau động từ to be các bạn dùng gì đây? To be what? Yes, okay. Sau sau động từ to be mặc định sẽ dùng tính từ successful. Okay, right. I just say that is what his first real. Real là tính từ thì đằng sau sẽ là failure. Có nghĩa là sự thất bại như là một nghệ sĩ. And I found the film to be very. To be very. Đằng sau động từ to be nè các bạn nè. Thì chỗ này các bạn sẽ dùng từ loại gì? Yes, that's right. Influential. Mang tầm ảnh hưởng con nha. Tính từ. That's right. Okay. Rồi, any questions for me? Cái phần từ vựng này tụi con có lăn tăn ý tưởng gì không? Có ý kiến gì không? Any questions for me? Có câu hỏi gì cho cô không mấy bạn? Nếu không có câu hỏi gì, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái thì quá khứ past perfect simple là thì quá khứ hoàn thành. Và past perfect continuous là thì quá khứ tiếp diễn. Thì một số bạn đã được học cái này rồi, một số bạn chưa. Cô sẽ hỏi lại thử bạn nào học thì quá khứ hoàn thành rồi, các bạn nâu cho cô với. Học rồi, bấm rồi giùm cô với nè, bạn học rồi. Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Dạ rồi, dạ rồi. Ok. Yes, bạn 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 gì? Bạn Ok, nhiều bạn gọi rồi, bạn nhiều bạn chưa ha. Rồi cô nói qua các bạn nè. Thì quá khứ hoàn thành á, past perfect simple thì công thức của nó sẽ là chủ ngữ cộng header cộng với động từ V3 hoặc là VED. V3 là bảng động từ bất quy tắc, cái này các bạn biết rồi đúng không? Tí nữa cô sẽ chụp cái công thức này vô nhóm cho các bạn, cần ghi thì ghi. Còn ở dạng câu hoặc câu phủ định á, thì các bạn thêm trợ động từ thêm not vào đằng sau trợ động từ là heading cộng với V3 hoặc VED, và câu hỏi đưa hết chủ ngữ cộng V3 hoặc VED. Thì đây là cái phần này nếu đúng ra thì nằm ở trong chương trình khoảng lớp 9 là các bạn học rồi. Chương trình lớp 9. Một số bạn học thêm thì phần thi là phần cơ bản hầu như được học hết. Thì dùng quá khứ hoàn thành dùng để làm gì? Thứ nhất là dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Cô nói rất đơn giản thôi. Tức là cả hai hành động đều ở quá khứ hết. Nhưng mà sẽ có một cái hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau. Thì cái hành động xảy ra trước á, các bạn sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Còn hành động xảy ra sau các bạn dùng quá khứ đơn. Ví dụ nè, I have an example. Before I had dinner, I had taken a bath yesterday. Trước khi tôi ăn tối thì tôi đã tắm, tắm trước rồi mới ăn tối. Mà mấy bạn nhớ là hai cái này nó phải là quá khứ hết nhé. Ngoài ra thì quá khứ hoàn thành cùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ nè, trước năm 2016 là cô sống ở tỉnh Bình Phước chẳng hạn như vậy. Thì cái mốc 2016 đó là quá khứ, trước đó nữa là trước quá khứ, thì các bạn nhớ như vậy. Ví dụ như là trước 2020 em đã đi New York chẳng hạn như vậy. Thì cái phần mà trước năm 2020 đó thì các bạn nhớ là mình sẽ chia quá khứ hoàn thành. Thì đối với quá khứ hoàn thành mấy bạn sẽ có hai cái cách dùng như vậy. Và mấy bạn để làm tốt thì thường thường tụi con dịch bài để xem cái hành động nào xảy ra trước sau nhé. Thứ hai là past perfect continuous, có nghĩa là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì đối với quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì thường là học sinh giỏi rồi mình hay dùng thôi. Còn thậm chí tụi con thi IELTS cái gì người ta cũng rất là ít dùng. Chỉ có học sinh giỏi với chuyên á, thì nó nằm trong phạm vi này. Còn thi đại học cũng cũng không cũng ít dùng nữa, hầu như rất hiếm. Những thứ này rất là hiếm. Thì các bạn nhớ là chủ ngữ là cộng header cộng been cộng verb in. Và câu phủ định thì các bạn chỉ việc thêm not ở đằng sau sẽ là heading thôi. Và câu hỏi đưa head lên trước, head chủ ngữ cộng been cộng verb in. Được chưa? Đây là cái phần công thức. Vậy có một cái câu hỏi được đặt ra là sự khác nhau giữa quá khứ hoàn thành
và quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì? Mấy bạn nhớ nè, ở đây tất hai cái thì này dùng để diễn tả hành động xảy ra trước thời điểm trong quá khứ hết. Tuy nhiên cái quá khứ hoàn thành tiếp diễn á là nó diễn tả một hành động xảy ra liên tục. Mấy bạn nhớ là xảy ra liên tục, có sự nhấn mạnh về tính liên tục nha. Trước một thời điểm trong quá khứ nhấn mạnh đến tính liên tục hành động nè. Ví dụ cô muốn nhấn mạnh là cô sống liên tục ở Bình Phước chẳng hạn khoảng 10 năm thì lúc đó con sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Vậy một câu hỏi được đặt ra là nếu giả sử chỗ này cô chia quá khứ hoàn thành được không? Được không? Bạn nào biết nào? Giả sử chỗ này cô dùng had leave được không các bạn? Được, chính xác, được các bạn nhé. Nhưng trong một câu mà nó cho các bạn hai đáp án mà lựa chọn, bắt các bạn lựa chọn đáp án đúng nhất thì mình vẫn phải sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Bởi vì có for 10 years là tôi sống liên tục ở đó. Được chưa? Đó, vậy thôi, vậy xong thôi. Mà cái này là cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, các bạn sẽ làm cho cô bài tập ở phần student book, phần grammar. Các bạn làm cho cô bài tập số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Được chưa? Rồi làm 1, 2, 3 trước cho cô nhé. Mày nhớ là đọc câu này nha, từ câu số 1 đến câu số 4 sử dụng là thì gì? Thì past passive quá khứ hoàn thành là PPS, còn nếu mà quá khứ hoàn thành tiếp diễn là PPC. Cái này cực kỳ dễ rồi, cô lướt qua được không? Cái bài này các bạn lướt qua cho cô được nha. Bài 2 lướt qua luôn đi các bạn, làm bài 3 thôi. Làm bài số 3 thôi, vận dụng vào.
Rồi xong chưa các bạn ơi, gõ đáp án cho cô nè. You never guess who I saw last night. That's TV chef. TV chef có nghĩa là đầu bếp, người mà làm cái the one who makes the documentary about healthy eating. Healthy eating là cái việc mà ăn uống lành mạnh nè các bạn. À, tôi ngồi, I had sat in there for a few minutes. Là tôi ngồi đó ở khoảng vài phút. Thì các bạn dùng đáp án gì đây đối với bài số 3 nè. Mấy bạn thấy cho cô có chữ for a few minutes thì mình ngồi liên tục luôn, mình không có bị gián đoạn, thì chỗ này các bạn dùng là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, được chưa? Ok, thì Trang ơi không đúng con nha. When he came, tôi đã ngồi vài phút, mà khi anh ta đến tức là ngồi trước đó rồi và ngồi bên cạnh tôi. Anh ta đã out of breath, là bị giống như hụt hơi bởi vì anh ta vừa mới chạy xong. Thì cái việc mà anh ta vừa mới chạy trước đó thì các bạn sẽ thấy là dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn luôn. Yes, that's right. Did you speak to him? Bạn có nói chuyện với anh ta không? Yeah, I asked him for an autograph, but then I realized. Nhưng mà tôi nhận ra rằng tôi đã để cái my pen at home. Thì cái việc em để cái bút ở nhà thì mình dùng từ gì thôi? Had left thôi, chính xác, left thôi. Được chưa? So I asked, và tôi hỏi là if I could take the selfie with him, là tôi có thể chụp hình với anh ta không? But when I took out my phone, I saw the battery had. Là tôi thấy cái pin đã hết rồi các bạn. Cái việc hết pin là sự diễn ra trước đó chứ không phải là đang diễn ra hay là nhấn mạnh trong một khoảng thời gian gì cả. Thì ở đây các bạn sẽ dùng là had run out. Run out. Oh no, so while he was in the park, apparently, hiển nhiên là một người bạn đã yêu cầu anh ta dẫn chó đi dạo. Thì đây cái việc mà yêu cầu anh ta là đã yêu cầu trước đó thì các bạn dùng quá khứ hoàn thành thôi, không dùng tiếp diễn nha. Các bạn nhớ là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, còn quá khứ hoàn thành là không có. When I met him, he looked, đang tìm con chó khoảng nửa giờ đồng hồ. Thì các bạn thấy ở đây sẽ là half an hour, tức là tìm liên tục. Thì chỗ này nè là các bạn sẽ dùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Được chưa? Have been looking for. So, did you help him find the dog? Yeah, he found the dog outside his friend's house. Nó tự chạy về nhà. Thì cái việc tự chạy về nhà này nó không diễn ra liên tục. Được chưa? Dùng had gone. Thì thật ra cái hai cái thì này cực kỳ đơn giản luôn. Một cái nhấn mạnh đến tính liên tục, một cái không. It had probably đã đợi ở đó the whole time. Thì cái việc đợi là diễn ra liên tục rồi đó. Has been waiting there for the whole time. Anyway, to thank me, the chef invited me to the TV studio next week to watch him making his show. No way, that's so cool. Rồi, có bạn nào đúng hết không? Báo cho cô với. Do you have all the correct answer? Do you have all the correct answer, everyone? Yes, okay, good. Yes, ok, chính xác. Rồi tương tự nha, bài này hơi khó xíu. Có nghĩa là tụi con hãy hoàn thành, ở đây là quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Với những từ ở đây người ta cho sẵn nè. Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên in space, trong không gian. Thì các bạn sẽ điền vô chỗ này cho cô. Cô cho các bạn 5 phút, 5 minutes.
Xong chưa? Gọi đáp án cho cô với các bạn ơi. My Yes, she got the answer from Ngọc Hà. Bạn Hà My, became hả Hà My? V3 của từ became mình đưa về là gì My ơi? Become á con. Ok, rồi nè. On 16, 1963, Valentina Tereshkova became the first women, woman in to travel in space. And back in the 1961, shortly after Yuri Gagarin, thì quay trở lại năm 1961 á, là chỉ ngay sau khi Yuri Gagarin trở thành người đàn ông đầu tiên vào space, vào không gian. Thì đây các bạn sử dụng là had become, chính xác. Nó không có nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, thì lúc này các bạn dùng quá khứ hoàn thành thôi, chính xác luôn Mi. Valentina đã tham gia vào chương trình huấn luyện, thì cái việc tham gia là tình nguyện. Has voluntary. Volunteer. Volunteer the jobs to join her country space programs. Normally, bình thường là chỉ có những phi công được tham gia nó, nhưng là Valentina Tina được chọn bởi vì her experience là cái kinh nghiệm của cô ấy trong việc gì các bạn? Mình sẽ có là parachute jumping là gì? Parachute jumping là gì đây bạn? Nhảy dù. Đúng rồi, nhảy dù, chính xác. Good job con, từ vựng tốt ngân. By that time, see for 2 years. Thì các bạn thấy là for 2 years ở đây nè, là có nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động. Has training hả? Ở trong này có từ training không anh Trang? Đâu có từ từ training.
Từ training cô nghĩ là hợp với câu khác hơn đó mấy bạn. Câu 4 nó dùng gì đây? Has been skydiving mấy bạn, đã nhảy dù á. Has been skydiving là đã nhảy dù khoảng 2 năm. And she hơn 100 cú nhảy, và cô ấy đã làm hơn 100 cú nhảy. Had done. Cái này là for 2 years là nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, còn had done là không có thời gian. Hàng trăm cú nhảy mặc dù cô ấy đã ba mẹ về cái dangerous hobby, mặc dù quay đó, mặc dù quay không có kể với bạn nha. Hidden told her parents about her dangerous hobby. Yes, that's right. Và nhờ vào cái kỹ năng này, key skill, thì cô ấy mọi người đi traveling in space, thì những người cần parachute from Capsule Second trước khi nó tiếp đất, on the way back to the Earth, là trước khi nó trở về trái đất. Thì Valentina đã làm sao? Travel into space for 15 months, thì được huấn luyện á các bạn, 15 tháng trời thì had been training to travel into space for 15 months before she went on board on Vostok 6 spacecraft. After 3 days inside, là sau 3 ngày bên trong, she landed more than or less, sắp xỉ safely, là đáp xuống an toàn ở Kazakhstan và ăn một buổi tối với một vài dân bản địa, người mà đã xem cái việc mà cô ấy tiếp đất với mấy bạn, thì has watched her fell into the earth. She khoảng xung quanh hành tinh chúng ta khoảng 48, thì she has traveled, đã đi đã travel, di chuyển xung quanh hành tinh của chúng ta 48 lần. Và khi mà cô ấy hoàn thành sứ mệnh, cô ấy đã trở thành một cái role model for women around the world. Ok, hết. Finish. Rồi, có bạn nào đúng hết không tụi con? Có bạn nào đúng hết phần quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn không? Mỹ Ngân làm tốt quá chứ hả? Thùy Trang, Minh Trang ổn không con? Thùy Trang ơi, cái phần phần này con nắm được không vậy? Dạ được ạ. Ok. Cái nào mà không hiểu là mấy bạn phải hỏi cô nha. Rồi chúng ta sẽ qua phần xếp bài tập nè. Past perfect simple. Phần số 1. Bài số 1 con nè. Và bài số 2. Mình cũng có 5 phút để làm bài 1 và bài 2.
Rồi xong thì gọi đáp án cho cô nhé. Câu số 1. Nói chung cũng không khó lắm. Nhưng mà nó, các bạn chú ý tập trung cho cô cái chỗ nào mà nhấn mạnh hay không thôi. Watching, have been watching. Already gone now. Mình Trang. Câu số 1, bạn Trang là tôi đã xem cái tivi này hơn là hơn một tiếng đồng hồ khi bạn tôi gọi. Đúng rồi, chính xác. Nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động thì các bạn dùng hết. Been watching. Thật ra là mình có thể dùng quá khứ hoàn thành các bạn nha, nhưng mà mình chọn cái nào mà cho nó chắc nhất á. Tiếp theo là khi tôi quay trở về, ba mẹ tôi đã đi ra ngoài rồi. Thì chỗ này sẽ là bạn Ngọc Hà là has already been gone now. Chính xác luôn. Tiếp theo, she found a job not long after she left school. Cô ấy nhận được, tìm thấy một công việc không lâu sau khi cô ấy rời khỏi trường, thì rời trước xong rồi mới tìm việc sau. Thì đây bạn Ngọc Hà là bạn chọn, bạn Nguyễn Ngân, Minh Trang. Thùy Trang ơi, con gọi đáp án đi, bạn Minh Hạnh nữa, gọi đáp án đi con. Là had left. Tức là ở đây nó không có nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, thì các bạn sẽ dùng quá khứ hoàn thành thôi, không dùng tiếp diễn ở đây. Yes, Hà My, right. The sun shines all morning, cả buổi sáng nè. Chú cho cô all morning là nó nhấn mạnh đến tính liên tục nè. Thì chỗ này sẽ là Thùy Trang, good job con. Là has been shining. Has been shining. Has been shining. Câu số 5, number 5. Là I went into the garden for some fresh air because they closed all windows. Thì họ đã đóng hết cái cửa sổ. Thì cái việc đóng cửa sổ này đâu có xảy ra. Thùy Trang ơi, đâu có tính liên tục đâu con, đâu có thời gian đâu. Mình dùng quá khứ hoàn thành thôi. Mình không dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé. We see the place in brochures, but it was even better in reality. Tôi đã thăm thấy một cái nơi trong cái sách mà hướng dẫn đó, nhưng mà thực sự nó còn tốt hơn, nó còn đẹp hơn cả. Yeah, seen. Ở đây không có sự nhấn mạnh đến tính liên tục thì các bạn cứ dùng quá khứ hoàn thành. Đợi xe, đợi khoảng rất nhiều nhiều năm rồi. Thì ở đây mấy bạn, tôi đã đợi nhiều năm rồi, rất lâu chứ mà nhiều năm, sorry, rất lâu, cuối cùng họ đến thì đợi rất lâu nè. Thì liên quan đến thời gian thì chắc chắn các bạn phải dùng Mỹ Ngân. Ở chỗ này mình dùng đợi rất lâu rồi mà con, đợi liên tục mà, dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn đó Ngân. They called up the match because, bởi vì trời đã mưa all night kìa. All night là cả đêm luôn, mưa liên tục cả đêm luôn. Thì chỗ này các bạn sẽ dùng là had been raining. Rồi cho câu hỏi, các bạn đã nắm được cái quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn chưa? Được chưa tụi con? It's okay. Chúng ta sẽ làm một bài khó hơn một chút nhé. Là các bạn sẽ điền cho cô bài số 2. Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và nhớ là mình sẽ sử dụng những động từ ở đây.
Em gõ đáp án đi nha. Rồi, ok. Gọi đáp án lên đi luôn. Tất cả các bạn gọi hết đáp án cho cô với. Rồi cô sửa nè, câu số 1 Mary Jackson, các bạn đã gửi đáp án rồi. Was born in Hampton, tức là được sinh ra ở Hampton, Virginia ở Mỹ, after she had sau khi cô ấy tốt nghiệp từ trường Hampton University. Thì đây mình sử dụng quá khứ hoàn thành thôi.
had graduated from Hampton University, Mary began teaching at African American Secondary School in Maryland. Black and cái trường này là bao gồm black and white students are taught separately, tức là được dạy mà tách biệt ra nhau ra. Sau khi quá khoảng một năm, các bạn để ý là thường sẽ có những cái từ chỉ thời gian. Làm việc khoảng một năm thì cô ấy quay trở về nhà, đúng không? Thì đây mình sẽ dùng là had. Để coi các bạn nào có ý đáp án khác không. Had been working, chính xác luôn Minh Hạnh. That's right, chính xác con. Had been working, làm việc khoảng một năm thì cô ấy đã quyết định quay trở về nhà, quê nhà, và làm việc như một receptionist ở cái health authority there. Sau khi cô ấy có đứa con đầu tiên, had, chính xác. Cô ấy đã change careers again, thay đổi cái công việc một lần nữa. Và năm 1951 cô ấy recruited, là tuyển, được tuyển dụng bởi cái National Advisory Committee for Aeronautics. Cái mà sau này trở thành NASA, cô ấy làm việc như là một chuyên gia về máy tính, kỹ thuật máy tính. Và sau khi cô ấy là Superintendent, Head Design, thiết kế, đúng rồi, sau khi đã thiết kế. Cái này, thì tham vọng của cô ấy thay đổi và quyết định trở thành một kỹ sư. Cô ấy tham dự những lớp học ban đêm ở trường đại học Virginia, nhưng mà điều này chỉ ngay sau khi là hơn 500 lá thư của đã viết, hơn 500 lá thư thì đây đã viết had written thôi các bạn. Two, đối với hiệu trưởng, bởi vì trường chỉ dành nhiều cho người da trắng, sự nghiệp của ấy như là một kỹ sư ở NASA turn out hóa ra rất thành công khi cái về hưu năm 1985, và cô ấy đã cố gắng hết sức nhiều năm. Thì các bạn thấy for many years không? Thì ở đây mình sẽ dùng từ quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Rồi, buổi trước cô đã dạy các bạn thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trên Quizy các bạn nhé. Là thì quá khứ thôi. Past tense. Cô sẽ cho khoảng tầm 20 câu. Tí nữa cô sẽ giao bài tập về nhà phần review nhé. Cô gửi trên nhóm rồi các bạn ạ. Đây. Rồi cô gửi trên cái hộp tin nhắn đó các bạn. Vô đi tụi con. À lộn rồi, nhầm. Thấy không?
Thank you.